Ê vô, ai ơi cho hỏi tìm nhạc hay thì đi đâu đây? Nhanh tay ghi vô giấy, be ok đi Flowbay. Mình là Diệp Hoàng Dương, mình 26 tuổi, mình đến từ Sài Gòn. Mình bắt đầu rap từ những năm 2009, nhưng mà mình chưa có vững vàng về tài chính cho nên mình tạm thời mình gác lại đam mê. Và năm nay, năm 26 tuổi, mình quay lại rap Việt, mình khẳng định bản thân rằng mình xứng đáng với đam mê này. Rapper mình yêu thích nhất đó chính là Eminem. Còn nếu mà Việt Nam đó chính là Kendrick. Và nhờ những chủ đề mà mình sáng tác đó chính là những chủ đề liên quan đến những người lao động trong xã hội. Chủ đề của mình thường là xã hội, nhưng mà nó không chỉ đơn thuần là xã hội. Tại vì xã hội nó còn là cả tình yêu cha mẹ, tình yêu đôi lứa nữa. Cho nên là chủ đề mình tuy dù tưởng chừng là gai góc đó, nhưng mà nó rất là thực tế với lại mọi người. Đó là những tất cả những câu chuyện mà mọi người đã gặp rồi. Ok, đây là Vietnamese Young. Chúng ta là người trẻ đúng không? Yeah. Kiếm ra tiền, kiếm ra tiền là công việc luôn khiến ta ghiền. Nhạc rap phát loa khắp ba miền, cùng sắc thù rap đã sắc ra miếng. Vắt tâm huyết, thấm trong tân thanh sắc âm tiết. Đặt điều kiện ngày càng khắc nghiệt, dù đã vất kiệt vẫn chưa tất nhiên khi tay cầm viết bắt nhịp. Thế mạnh của mình khi đến rap Việt đó chính là những concept độc đáo, thực tế và mới lạ. Bởi vì anh Kendrick có một chất giọng gần giống như là tần số của mình, nhưng mà anh ấy đã khai thác được màu sắc trong giọng của ảnh, và điều đó là mình chưa làm được. Lạc Long Quân khai sinh ra nồi giống đồng tiên, bao sơn hào và hải vị được nuôi dưỡng bởi mẹ thiên nhiên. Ngày hùng vương đời thứ bảy, đèn liều dần bánh chưng bánh dày trở thành món ăn không thể thiếu trong những ngày Tết cho đến hôm nay. Sau nhiều đổi thay vẫn mê mẩn vị ngọt miền Tây đang cháy, đổ mồ hôi nước mắt vì vị chua cay của đất miền Trung nước lũ dân đây. Rap Việt 20 giờ thứ bảy trên HTV2 V Channel. Đăng ký ngay combo Vion VIP và 4 kênh cá cộng giảm giá 30% chỉ có ở Vion.